Thưa quý vị và các bạn, từ hôm nay, các bậc phụ huynh sẽ phải hỏi ý kiến của con áp dụng đối với trẻ từ 7 tuổi trở lên trước khi có quyết định là có hay không việc đăng ảnh con lên mạng xã hội. Đây là một trong số các quy định của luật trẻ em năm 2016 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6. Quy định này nhằm đảm bảo quyền bí mật về đời sống riêng tư của con trẻ. Ngoài ra, các bậc phụ huynh cũng phải hạn chế đăng tải những hình ảnh và thông tin vi phạm quyền riêng tư của trẻ, như là hình ảnh trẻ ở trạng thái không mặc quần áo, thậm chí là những hình ảnh về khiếm khuyết của trẻ. Từ trước đến nay, nhiều hình ảnh và thông tin khi được công khai sẽ dẫn đến nhiều nguy cơ trẻ em bị lợi dụng và xâm hại. Những xâm hại trẻ em sẵn sàng dùng những thông tin và hình ảnh đó vào các mục đích không đúng với mục đích ban đầu của những bậc cha mẹ.